Ok, got it. Ok, thì mình là Thành, hiện nay thì mình đang phụ trách cái phần về Finance Suite ở Tiki. Thì thời gian chủ yếu là build những product cho các cái lĩnh vực fintech và insurtech. Thì là gắn vào trong cái hệ sinh thái e-commerce của Tiki. Đấy, thì trước đây thì mình cũng có một thời gian làm ở Singapore cho các công ty ICT và IT service. Sau đấy thì khi mà về Việt Nam thì làm trong các cái product trong investment banking, rồi là cho công ty tech, mảng IT service rồi IT outsourcing, cũng như là cái product của các công ty IT product. Trước đó thì sau đấy thì mình sang Tiki thì chủ yếu là build một cái business mới gồm có cả product marketing và cũng như là cái phần mà new technology luôn. Dạ vâng, ok. Thế thì là chắc là mọi người cũng đã có cảm nhận đầu tiên về diễn giả của chúng ta ngày hôm nay là anh Frank rồi ấy. Thì em nghĩ là anh Frank và Navios cũng rất là muốn biết về các bạn khán giả tham gia buổi discussion ngày hôm nay. Thì em có chuẩn bị ba câu hỏi ngắn. Thì chắc là nhiều các bạn sẽ nhìn lên màn hình và tương tác cùng với Navios nha. Thì câu hỏi đầu tiên chắc là cũng muốn biết xem là hiện tại thì các bạn đang tham gia sự kiện ấy thì có đang là product manager không ạ? Anh cũng được trả lời đúng không? Dạ. Ok. Không biết là mọi người đã nhận được câu. Mọi người đã làm nhiều chưa nhỉ? Mọi người đã hoàn thành hết rồi thì mình sẽ show kết quả để xem. Chưa thì chắc là giờ có đang có các bạn vào thì các bạn vào sẽ nhìn lên màn hình và có một câu hỏi nhỏ để Navigos và anh Frank cũng muốn biết đối tượng tham gia buổi tech chat ngày hôm nay thì các bạn trả lời giúp mình một câu hỏi nhỏ đó là các bạn có đang là product manager chắc là mọi người đang trả lời đúng không? Đấy, đúng. Chắc là mình sẽ show thử kết quả xem là sẽ có bao nhiêu bạn đang làm product manager nhá. Ở đây thì chỉ có khoảng 23% các bạn đang là product manager thôi. Thì chứng tỏ là có rất là nhiều bạn cũng chưa có kinh nghiệm thực tế làm product manager và đang rất là muốn nghe anh Frank chia sẻ đấy ạ. Ok, mình sẽ Okay. sang câu hỏi tiếp theo. Đó là theo các bạn thì sẽ mất bao lâu để chúng ta có thể trở thành một product manager? Thì người có 3 option về mặt thời gian, một là 3 năm, hai là 3 đến 5 năm và ba là 5 đến 10 năm. Thì mọi người hãy cùng lựa chọn nhé.
Không biết là các bạn đã nhìn thấy hết câu hỏi ở trên màn hình để làm chưa nhỉ? Cũng có các bạn đang làm rồi. Chắc là mình cứ show kết quả đi để xem là cái Ok. ở đây thì có 36%, 1/3 các bạn nghĩ là khoảng 3 năm. 41% nghĩ là 3 đến 5 năm. Em cũng nghĩ là 3 đến 5 năm. Và 23% các bạn nghĩ là 5 đến 10 năm. Thực ra câu hỏi này em nghĩ là khá là khó trả lời vì cũng sẽ phải dựa trên kinh nghiệm của các bạn ấy. Thì chắc là đến nữa sẽ nhờ anh Frank tư vấn cho các bạn xem là Ok, bao nhiêu là hợp lý. Ok, và câu hỏi thứ ba mà Navios muốn biết với các bạn đó là theo các bạn á, thì background nào sẽ phù hợp nhất để trở thành một product manager? Cái hướng đầu tiên mà mình đang tiếp cận là technical engineering, và thứ hai là business và marketing. Ok ạ, mời mọi người trả lời. không có một option nào là chọn cả hai nhỉ? Để em muốn xem là các bạn ở đây thì đang có background như nào ấy. Câu hỏi này là câu hỏi bình chọn cuối cùng rồi, thì hy vọng là các bạn cố gắng hoàn thiện nhanh một chút xíu để chúng ta đi đến phần chính. Theo anh đoán thì bên nào sẽ thắng ạ? Engineering hay là Background, tại marketing? vì đây là tech chat đúng không? Vâng. Nếu mà tech chat thì chắc thì anh toán là engineering tham gia nhiều hơn, là cái xác suất để engineering và vote nó sẽ cao hơn. Wow. Business marketing, Ok. Thế thì mình đã có câu trả lời cho phần này rồi, thì em nghĩ là background nào cũng sẽ có một cái lợi thế hoặc là một cái phần mà mình cần hoàn thiện thêm. Thì chắc là một lát nữa anh Frank sẽ chia sẻ theo hai hướng xem là với các cái cách tiếp cận và background như này thì mình nên hoàn thiện thêm kỹ năng nào khác. Ok ạ, thì ok. em nghĩ là mình cũng đã biết qua về các bạn đang tham gia Tech Chat ngày hôm nay. Mình sẽ bước sang phần chính. Chủ đề của mình hôm nay là The Art of Product Management, liên quan đến việc phát triển sản phẩm, vận hành, quản lý và làm sao để sản phẩm đó đem lại giá trị cho người dùng, cho business. Thì chắc là mình cũng sẽ phải bắt đầu từ câu chuyện sản phẩm trước. Thì anh Frank có thể chia sẻ về hai sản phẩm mà gọi là sao? Anh và team đã phát triển rất là thành công, đó là TC Invest và Tiki 360, để mọi người hiểu qua về quá trình với cả vai trò của hai sản phẩm này đúng không ạ? Chắc là anh sẽ chia sẻ cái con đường của anh khi mà anh tham gia hai sản phẩm, và anh cũng chưa biết nó thành công không nhé, tại vì bằng thành công nó phải có cái benchmark cụ thể. Còn đầu tiên là cái sản phẩm mà anh nghĩ là nó gọi là TC Invest, mọi người có thể là lên trang TC Invest mà search Google sẽ ra ngay. Nó là một cái ứng dụng về đầu tư, nhưng mà cái lịch sử của nó thì nó không sinh ra ngay đầu tiên là TC Invest, tức là năm 2014 ấy, khi mà anh về Việt Nam thì lúc đấy là thực ra là Techcombank họ có một cái idea về mặt business, muốn đại loại là nhìn thấy một cái market rất là lớn về những gọi là những cái nhà đầu tư mà hoặc là những người mà có tích lũy gia sản nhiều, và các cái kênh đầu tư ngoài chứng khoán ra thì nó có vẻ rất là hạn chế. Thì và trong đấy thì trên thế giới thì nó đã có những cái mô hình rất là thành công rồi, có thể kể đến ví dụ như Charles Schwab, Robinhood, Warren Buffett, rất là nhiều những cái
cái mô hình đầu tư rất là hay, thậm chí là có những cái hệ thống đầu tư tự động như là robo advisor. Ở trên này có rất nhiều mô hình đầu tư hay. Thế nhưng mà cái lúc đấy ở thị trường Việt Nam thì thực ra là do một là cái thị trường đầu tư của mình thì cái limit nó rất là ít. Thì TCInvest thực ra ban đầu nó sinh ra chỉ đơn giản thôi, tại vì lúc đấy là không có người, tức là mình cũng ở build một team IT mới. Lúc anh về thì thực ra là cũng chưa có ai làm IT ở trong công ty, là công ty security cả. Thì lúc đấy thì cũng build một team và thực chất nó là dò dẫm, tức là nếu bây giờ gọi là hay hay thì nó rất là sang là product discovery, nhưng thực chất là lúc đấy là dò dẫm thử tất cả các cái mô hình. Và cũng không có gì phải che giấu cả, tức là nếu không biết thì mình đi bắt chước thử một số các cái mô hình bắt chước đơn giản thôi, từ thị trường của Mỹ rồi châu Âu và Singapore, Hồng Kông, thì cũng thử ở trên một cái quy mô rất là nhỏ, tức là MVP ở một số ứng dụng rất là nhỏ. Sau đấy thì cũng tìm ra được một cái hướng grow. Mà anh nghĩ là tại thực ra bản chất là tất cả các sản phẩm cuối cùng mà nếu mà không grow được ấy, mà không có được margin, mà không có profit và revenue sustainable thì kiểu gì thì nó cũng sẽ chết. Thì cuối cùng cũng tìm được một hướng grow và ứng dụng đấy thì bây giờ trở thành một trong những ứng dụng anh nghĩ là có cái số lượng về affluent customer, tức là những khách hàng mà để tiền ở trong đấy thì rất là nhiều. Trên 700 nghìn thì thời điểm anh nhìn nó khoảng là 700 nghìn affluent customer ở trên TC Invest. Và cái profit thực ra là cái TC Invest nó nổi tiếng nhất đấy là cái profit, tức là công ty chứng khoán với một ứng dụng, nhưng mà cái profit thì anh nghĩ là lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam bằng rất nhiều công ty chứng khoán khác cộng lại. Đó, thì nó đã giữ một cái vị thế số 1 rất là lâu. Tất nhiên là anh nghĩ là còn nhiều khi nó còn do cả cái vấn đề về market, bởi vì cái thời điểm mà bọn anh start ấy, thì thị trường chứng khoán nó rất là nó Mới. chưa thực sự là hot như bây giờ. Một khoảng thời gian gần đây thì rất là hot. Thế nhưng mà sau khi mà bọn anh build app và cũng như là ứng dụng ấy, thì bọn anh cũng nhìn ra được một số những cái learning. Thực chất là trong những cái giai đoạn đầu tiên là có rất nhiều những cái fail product, có nhiều fail sắc, nhưng mà cũng có một số những cái ứng dụng mà 2 3 năm sau, tức là cái thời điểm nó không đúng ấy. Tức là có bọn anh build như một số cái như là robo advisor và financial planning từ rất là lâu rồi, rồi là hệ thống về ví dụ như là nó gọi là social network giống như Facebook ấy, cho đầu tư, thì cũng đã có những idea từ rất là sớm, từ 2014 2015, nhưng mà lúc đấy build ra không ai dùng, tức là build ra concept nhưng mà cũng không 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 có người dùng. Thì Chưa đúng anh nghĩ thời là điểm. cuối cùng thì đúng thì là chưa đúng thời điểm, và cuối cùng thì hiện nay thì ứng dụng nó rất là hoàn chỉnh và nó cũng có một cái lượng, anh nghĩ là một cái lượng người dùng khá là đông. Thì cái ứng dụng đấy thì anh nghĩ là nó là một trong những cái cơ hội, thực ra nó là một cơ hội để làm một cái application mà trong một cái lực nó rất là hẹp. Even banking ở Việt Nam về đầu tư là không có nhiều, thì đấy là một cơ hội. Và anh nghĩ là cả team học được rất là nhiều trong việc là build những cái ứng dụng from scratch, learning từ những cái market khác và test thử ở market của Việt Nam. Tất nhiên là đã test thì tất nhiên là mình fail đa số, và chỉ có một vài những cái idea, anh nghĩ là một số những cái concept nó success. Và cuối cùng thì thực ra ứng dụng nó thành công nó phải nằm ở cả business, tức là cái lợi thế của việc là khi mà mình build một cái đi ra tới. Ngày xưa thì bọn anh nghĩ đấy là một cái bất lợi, tức là công ty thì không có môi giới, không có đại loại là không có một cái công ty chứng khoán mà chả có môi giới gì cả, thì ban đầu nó là bất lợi tại vì mình không có cách nào để đưa đưa cái product đến cho người dùng của ấy. Thế nhưng mà đấy lại là một cái lợi thế, tức là mình buộc một cái sức ép là phải làm sao để build ra kênh digital, và đâu sẽ là early, gọi nó gọi là early adopter của customer của mình, thì cái đấy nó lại làm cho mình phải suy nghĩ và tìm ra một cái growth strategy tốt hơn. Đấy, thì anh nghĩ là cái đấy là một trong những cái bài học, và nếu mà mình có rất nhiều môi giới thì có khi mình cũng không nghĩ ra được. Còn sau đấy thì tất nhiên là anh cũng chuyển sang một số công ty, cũng có những công ty về các cái sản phẩm, thực chất là những sản phẩm nó được cấu trúc đúng ra gọi là solution, tức là ở trong B2B thì thường là một cái solution thì nó sẽ gồm có cả product và service. Còn ở Tiki, thực ra Tiki 360 nó là một cái platform mới đang build nên anh chưa biết là thành công hay không đấy. Tuy nhiên là nó có một cái idea là anh tin rằng là nó sẽ đến thôi, tức là nếu mà nói về mặt bà anh đang đang focus vào hai cái lĩnh vực, tức là fintech và insurtech ấy. Thì nếu mà nói về mặt finance ấy, thì bà anh tin rằng là những cái
khách hàng hay là những cái người dùng của mình hiện nay là chưa có cái lịch sử tín dụng, và mọi người hoàn toàn là có thể có cái thói quen, đó là có một thói quen tốt để có thể maintain cái lịch sử tín dụng của mình thông qua thói quen chi tiêu tốt, thói quen tiết kiệm và đầu tư, và từ đấy thì chúng ta sẽ có cái khả năng và tiếp cận được những cái sản phẩm cạnh tranh. Chứ nếu mà chúng ta không có được cái lịch sử tín dụng, bởi thực ra ở thị trường Việt Nam lịch sử tín dụng chưa được xây dựng lâu dài giống như các thị trường mature, thì đấy là một trong những cái mà team làm về fintech thì bọn anh muốn address cái issue đấy. Và thông qua việc là ở trên Tiki thì sẽ có những cái khoản cho vay, có thể là không có tài sản đảm bảo nhưng mà là cái hạn mức thấp, và cũng có thể là cho mà gọi một có concept là buy now pay later ấy, thì là Vâng. mua một số cái đồ có giá trị thì sẽ được được mua trả góp, nhưng thực chất đó là những khoản vay. Thì đấy là một trong những cái address về market mà team có build ra. Và mảng thứ hai là mảng về bảo hiểm ấy. Thì insurance thì bọn anh nghĩ như này, tức là ở thị trường Việt Nam ấy thì số lượng người mà thực sự là có bảo hiểm nó rất là ít, mặc dù chúng ta có bảo hiểm xã hội nhưng mà tỷ lệ mà dân số có bảo hiểm là rất là ít. Mà thực ra là nếu như mà được comeback lại 20 năm trước thì cái thói quen tốt nhất mà mình có thể làm đấy là mua bảo hiểm thật sớm, bởi vì lúc đấy thì giá nó rẻ và mình cover một cái risk nó rất là dài. Thì đấy là một trong những cái điểm mà anh phát hiện ra được cái market của mình là đang bị thiếu cái đấy, nhưng mà mình lại không có những sản phẩm tốt. Ừ, thì cái bảo hiểm thì thực ra bọn anh mong muốn nhất ấy, đấy là giúp đỡ được người dùng về mặt sức khỏe. Tức là thực ra khi mà chúng ta phải xảy ra những sự kiện đặc biệt như là phải claim một cái policy, tức là lúc đấy đã có những event không tốt rồi. Thế nhưng mà nếu nghĩ ngược lại, nếu chúng ta sống với một cái habit nó rất là tốt từ rất là sớm ấy, thì lúc đấy ấy, thì tất cả những cái sản phẩm về ví dụ như bảo hiểm nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và đấy thì đấy là cái address market bọn anh muốn giải quyết một cái bài toán rất là sớm, tức là khi mọi người có thói quen tốt sống healthy đúng không, rồi là kể cả ở bên trong tức là wellness tốt và do exercise thường xuyên, thì chúng ta sẽ có một cái drive đấy là access vào những cái policy bảo hiểm với giá rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Thì đấy là một cái win win, chứ chúng ta không nên nghĩ rằng là ok chúng ta mua chẳng qua là bởi vì là nghĩ đến risk ở trong tương lai. Thì anh nghĩ là nếu chúng ta mà xây dựng cái đấy thì thực ra nó sẽ giúp cho sức khỏe ở trên cả cộng đồng, và lúc đó thì business nó sẽ có một cái sustainable growth, bởi vì thực ra là mình giúp một người có sức khỏe tốt hơn thì lúc đấy thì mình sẽ đấy được grow cùng với cả cái success của mọi người. Và Ừ. Thì đấy là một hai ứng dụng anh muốn chia sẻ. Tất nhiên là mỗi một ứng dụng thì nó sẽ có một số cái tactic, tức là mình vẫn phải có điểm bắt đầu chứ không bao giờ là mình có thể build một ra được một cái ứng dụng rất là lớn ngay ngay từ đầu. dạ vâng, từ hồi anh về nước đến bây giờ, từ 2014 đến bây giờ là 8 năm rồi. Và 8 năm trong quá trình mà vừa build team, vừa build các cái sản phẩm như vậy. Thì qua quá trình tổng kết, bình thường thì người ta nói là làm khoảng 3-4 năm mà thì sẽ trở thành chuyên gia. Thì giờ anh đã 8 năm rồi, thì không biết là anh đúc kết lại công việc của một người làm product manager, cái vai trò của mình đối với các sản phẩm đó ấy, thì sẽ như nào ạ? Thực ra là cái người làm product ấy, anh hay gọi là cái vị trí nó gần nhất với cả CEO. Bởi vì là nếu ở trong một cái startup, giả sử một cái startup mà nó mới được sinh ra, thì thực ra cái ông founder, cái ông CEO đấy chính là cái người mà build được product đầu tiên, bởi vì mình chỉ có một vài partner nữa, và cái product đấy nó chính là cái nguồn sống của công ty. Thì anh nghĩ là cái vị trí product manager thực chất là nó rất là giống với một vị trí CEO trong một công ty startup. Và khi mà build một product lên ấy, thì lúc đấy cái người product manager người ta sẽ phải nghĩ đến hầu như tất cả mọi thứ, từ việc là tìm ra được cái product market fit, tức là cái sản phẩm của mình sẽ phục vụ đối tượng nào, giải quyết vấn đề gì một cách cụ thể, rồi tìm ra được cái vision của product đấy, tức là product đấy có cái mục tiêu gì và giải quyết ở trong dài hạn đúng không, rồi là cái thiết kế nó như thế nào, rồi execution nó làm sao và grow trong khoảng thời gian như thế nào. Thì cái trường hợp này là trường hợp là product manager là cho một công ty startup, là công ty new founding thì nó như vậy. Còn tất nhiên là trong những cái công ty đã rất là mature thì lúc này anh nghĩ là nên tạm thành chia thành hai cái loại, tức là business, một cái business thì thiên về là ví dụ như làm product theo kiểu là service đúng không, thì các bạn product manager lúc này là ví dụ như làm product cho khách hàng chẳng hạn, thì lúc đấy là giống như là chúng ta sẽ understand cái requirement, rồi là understand
yêu cầu Ừ. của khách hàng hoặc của client, sau đấy chúng ta sẽ design ra product và build product cho client. Còn thứ hai là trong trường hợp đấy thì thực ra là cái skill mà chúng ta sẽ thiếu đấy là việc là chúng ta không cần phải làm cái product market fit, ta không phải thiên về mặt gọi là nghiên cứu thị trường, tìm ra được cái customer need. Nhưng mà ngược lại, nếu như ra một cái product company mà product đấy nó chính là cái business chính, thì lúc đấy cái bạn product manager thì lại cần một cái skill nó phức tạp hơn. Do từ việc là discovery những cái market, những cái customer need nó rất là chi tiết, và thậm chí là test, là đưa ra những cái hypothesis khác nhau để test xem là cái idea đấy nó thực sự là nó fit không và nó có giải quyết đúng cái vấn đề của mình hay không. Đó, thì cái trường hợp của các công ty làm product thì nó sẽ challenging hơn. Mà thực ra thì ở Việt Nam thì nghĩ là cái chưa làm product company nó không có nhiều, cái không có nhiều, bởi vì là cứ nhìn internet economy của mình thì số lượng app này, rồi là sử dụng những cái business mà thực sự làm digital mà đã offer được các cái dịch vụ mà hoàn toàn là digital product thì nó không phải là nhiều lắm. Nên là anh nghĩ là cái product manager mà để làm được product mà từ việc là thiết kế và nghiên cứu các thị trường nữa thì tất nhiên là sẽ có, nhưng mà nó sẽ ít hơn so với cả cái việc mà làm về phía service. Còn đối với anh thì có một số question để answer khi mà cứ giả sử đi, tức là bây giờ giả sử một bạn mà bắt đầu take vị trí PM đúng không, trong 30 ngày đầu tiên thì sẽ phải trả lời những câu hỏi gì? Thì anh nghĩ là luôn luôn mình sẽ có một số các câu hỏi basic nhất là sẽ cần phải trả lời, và một trong những cái câu hỏi anh nghĩ là quan trọng đấy là cái product type của mình nó là loại gì, serve cái market nào, và customer của mình là ai. Đó, thì sau đấy thì các bạn mới mới có thể là understand những cái environment xung quanh, như là cái business model nó là consumer B2C hay là B2B business. Và từ đó thì mình mới design ra được, anh cứ tạm gọi nhé, một bạn PM muốn thành công thì phải có một cái playbook đấy của chính mình. Mặc dù là có thể learn được rất nhiều nguồn, nhưng mà nên có playbook của chính mình, tự mình viết ra cái playbook đấy thì cái khả năng làm chủ trong công việc nó sẽ cao. Anh chia sẻ Dạ. qua một chút, tức là giống như một CEO của cái product đó. Đấy, tất nhiên là nó đúng ở trong trường hợp là nếu mà bạn PM đấy là chính là founder của một công ty hả? Thì đấy chính là CEO của cái product đấy. Đúng rồi, tại vì là ở thị trường mình thì bây giờ em thấy, tức là phần digitalize, tức là số hóa các cái business, từ banking, insurance, rồi là kể cả e-commerce hoặc là những ngành logistics chẳng hạn, thì đều đang trong giai đoạn số hóa. Thế là mọi người có một cái business rất là chắc chắn là nó run ra profit rồi, xong rồi bây giờ mọi người muốn áp dụng công nghệ để gọi là nâng cao trải nghiệm của khách hàng, nâng cao cái chất lượng, hiệu quả kinh doanh chẳng hạn. Thì đấy, như anh chia sẻ thì em đang hiểu nó có hai hướng. Một đó, cái hướng đầu tiên đó gọi là digitalize, số hóa. Còn cái hướng thứ hai là Đúng rồi. mình bắt đầu với một thị trường hoàn toàn mới, cái sản phẩm đấy chưa hề xuất hiện ra trên thị trường, và mình đi làm research để xem cái nhu cầu của người dùng cuối cùng là như thế nào, và value, cái giá trị mình mang lại cho khách hàng nếu mình phát triển sản phẩm này là gì. Thì nó có thêm một bước research. Em nghĩ là em đoán là khá là take time. Thì không biết là có phải là Cái này thì lại không 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 người làm, tức là ngày xưa khi mình làm product thì chúng ta có xu hướng là sẽ đi làm customer survey hay là research sàng, gửi questionnaire cho khách hàng. Nhưng mà nếu ở trong digital ấy mà làm như thế thì nó lại không represent được, không làm nhanh được đấy, không represent được đúng tất cả các khách hàng mình muốn, mà cũng không thể làm nhanh được ấy. Thế nên là bọn anh hay gọi là nếu như phải làm một product digital từ đầu ấy, thì cách làm của chúng ta là chúng ta tạo ra được một cái cách làm gọi là product discovery, thông qua việc là đưa ra một số các cái giả thiết, tức là hypothesis, và từ đấy chúng ta có thể build ra được một số, nó gọi là một số những cái product mà có chức năng đủ tối thiểu vậy, tức là MVP là chức năng tối thiểu để test. Và ví dụ như để test thì chúng ta có thể làm ra khoảng 10 cái variant khác nhau của product, nhưng mà target những cái customer segment nó cụ thể, và dựa trên cái feedback của khách hàng thì mình improve cái MVP đó. Sau đấy thì có thể lựa chọn một vài những cái MVP hay là một số các cái product mà cảm thấy nó đủ tốt thì mình mới tiếp tục grow. Và cái việc mà prioritize và chọn được cái MVP tốt để tiếp tục ấy, thì thực ra đấy là một cái skill khó nhất của PM.
Bởi vì là chúng ta sẽ rất dễ gặp về việc là có rất nhiều MVP trông có vẻ khách hàng cũng thích đấy, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề là làm sao để chọn được đúng cái, bởi vì chúng ta không phải là có gọi là có unlimited về resource, đúng không? Không phải có rất nhiều tiền Đúng cũng như rồi. không phải có rất nhiều người. Thế nên là luôn luôn phải có một cái phương pháp về prioritization để chọn drive product để tiếp tục grow và tiếp tục build. À, dạ. Tức là ngày xưa theo kiểu truyền thống là mình sẽ đi làm research, customer survey rồi Q&A để xem khách hàng cần gì. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ trial những cái sản phẩm nhỏ với những cái tính năng cơ bản trước. Sau đó thì mình xem là sản phẩm nào thì meet được yêu cầu của khách hàng và có thể grow cái nhánh sản phẩm Rồi. đó lên. Ừ, Thì mình sẽ phát triển tập trung nguồn lực vào sản phẩm đó, đúng không ạ? À, dạ vâng, ok ạ. và anh nghĩ rằng là có nếu nếu như mà một người mà mới mới bắt đầu ấy, thì nghĩ là có thể đặt ra ba câu hỏi để define xem là cái sản phẩm này nó có thực sự tốt hay không ấy. Thế như là nó có một cái ba cái chữ cái rất là hay, tức là đi HM model, tức là ví dụ như là cái đi đó đi like the customer, tức thực sự là tạo ra những cái trải nghiệm khác biệt cho khách hàng đấy. Cái thứ hai H, tức là làm sao để rất 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 khó để copy, hard to copy, tức là chắc chắn là mình làm ra sẽ có người khác copy. Thì bây giờ nghĩ làm sao là nếu như ở trong một cái business thì tất nhiên người ta sẽ copy được, thế nhưng mà nó phải khó một chút, đúng không? Hard to copy thì nghĩa là nếu mà PM mà thấy là ở với cái business của mình, mà nếu mà mình build một cái chức năng mà mọi người có thể copy nhưng mà nó take time, cũng không dễ để làm, thì lúc đấy là một trong những chức năng là mình có thể consider. Và cuối cùng thì em thực ra nó phải có profit margin, tức là nếu mà làm product mà cuối cùng mà mình không làm ra được một cái business mà có profit thì sớm muộn thì product đấy nó cũng không tồn tại được. Nên cái design ra được cái profit model ngay từ khi bắt đầu build ấy, thực ra là một trong những challenge của các bạn PM nào mà về technical, thì đấy là challenge lớn nhất, làm sao để build một cái business cùng với product đó để có profit. Mặc dù là trong những cái năm đầu tiên hoặc là trong những giai đoạn đầu tiên thì chắc chắc là mình đã có profit, nhưng mà đủ mình phải tính ra được là đến lúc nào chúng ta sẽ hòa vốn, đúng không, và có được cái ROI cụ thể. Đấy là cái mà anh nghĩ là phải cần phải phải take consideration ngay từ lúc đầu. Dạ, thế thì nếu mà nói tóm gọn lại, quy trình để phát triển một sản phẩm ấy thì sẽ có những cái step nào lớn này. Nếu như mà nói về sản phẩm thì anh nghĩ là trong anh cứ lấy một cái ví dụ là trong trường hợp là chúng ta phải làm một cái sản phẩm từ đầu đi nhá, ở trong lĩnh vực digital, thì cái step mà lớn nhất anh nghĩ là đầu tiên là product discovery đó, tức là discovery những cái option. Rồi sau đấy thì sau khi mà discovery thì mình có thể define ra được cái gọi là cái strategy, mà nếu mà nói tóm tắt ra thì nó sẽ chỉ có 4 bước thôi, tức là product vision, product strategy, design và cuối cùng là execution. Tức là nếu mà nói về process thì nó chỉ có bốn cái process cơ bản như vậy. Thế nhưng mà trong cái việc làm sao để define ra được cái strategy ấy, thì lúc đấy là mình sẽ hoàn toàn là phải có một cái phase discovery để tìm ra những cái option. Sau đó thì mình mới chọn ra được những cái sản phẩm để mình tiếp tục mình build và tạo ra cái strategy để grow. Thực ra strategy để grow trong Bắc nó cũng sẽ quan trọng không kém gì việc mà mình build chỉ có chức năng. Đấy, về process thì sẽ có bốn cái process chính. Còn tất nhiên là để execute ấy thì nó khá là nhiều, tức là technique thì nó rất là nhiều, thì các bạn VN, các bạn ấy ở team anh thì cũng có 4 5 bạn VN, thì lúc đấy là các bạn ấy sẽ một ngày là việc thì anh cũng chia sẻ là có thể là các bạn ấy sẽ trước đấy thì đã làm planning rồi đi define roadmap, đúng không? Nhưng mà cái thời gian chính, thời gian mà anh nghĩ là nhiều nhất đó là communication. Thời gian đến anh nghĩ là trên 50% phải 60% là sẽ là communication giữa các cái stakeholder, gọi là stakeholder khác nhau, đúng không? Có cả business, có cả marketing, và cũng có rất nhiều các bạn tech đấy, tức là phải convince cả UX cả tech đó, và rất nhiều stakeholder, và cái communication skill, và nó gồm có cả speaking và writing. Và anh nghĩ là writing gần như là một trong những cái skill mà cần nhất, tức là phải viết ra thế nào để các bạn, tức là những người stakeholder của mình hiểu và convince là có thể làm được. À, tức là cái document đấy, khi mà mình phát triển một product thì mình sẽ cần document lại cái ý tưởng và cái hướng phát triển sản phẩm của mình. Thì cái document đấy làm sao nó phải clear, rõ ràng, dễ hiểu, và thứ hai là nó phải convince người ta về mặt là chức năng này có value và có thể phát triển được.
để cho tất cả các cái stakeholder của mình như anh đề cập đến ấy, là engineering này, user UX, rồi kể cả là sau này thì sẽ có team marketing hoặc sale chẳng hạn. Thì như anh cũng chia sẻ là một ngày thì nhiều nhất công việc của các bạn đấy là communication. Thế thì cái khó khăn khi mà mình communicate với các stakeholder như anh đề cập ấy là gì ạ? Anh nghĩ là cái tức là cái thách thức lớn nhất vừa nãy em có một cái poll ấy, đấy là technical or business đúng không? Thì đây cũng chính là cái vấn đề chính của các cái PM gặp phải, tức là khi mà mình đứng ở vị trí là mình là cái facilitator và người đứng giữa ấy, coordinator, thì cái việc understanding cái context và cái language của business marketing rồi là technical và thậm chí là rất nhiều bạn có cả UX nữa, thì những cái different language đấy đòi hỏi các bạn PM, các bạn cần phải learn khá là rộng, đặc biệt là có những product, ví dụ như là nếu chúng ta làm một product mà liên quan đến lĩnh vực healthcare hay là education hay là các cái lĩnh vực manufacturing hoặc là fintech chẳng hạn, thì thực ra industry đấy nó cũng different với cái industry khác, có nghĩa là PM thực chất là phải understand cả industry nature và cách cái language mà sử dụng trong cái ngành đấy, thì anh nghĩ là nó dẫn đến cái việc là lúc đấy thì thực ra skill của PM là luôn luôn phải học cái mới đúng không, sự thay đổi của chính cái industry đó, và từ đó thì có những cái idea mới, chứ nếu mà mình mà giữ một cái mindset thì rất là khó. Thì anh nghĩ là cái communication đầu tiên không phải là writing mà thực ra là listening và understand cái bài hay gọi là right problem trước khi mà chúng ta nói đến solution, thực chất là phải understand đúng cái vấn đề mà khách hàng hay là các cái stakeholder gặp phải đó, thì anh nghĩ là cái đấy sẽ là cái điểm đầu tiên. Cái thứ hai liên quan đến communication skill ấy, thì anh nghĩ là cái convincing khó nhất ở chỗ là như này, làm sao để nói cho một người không biết gì hiểu được một cái complex concept đó, thì simple là thực ra là khó nhất đúng không, thì đấy là một trong những cái anh nghĩ là điểm thứ hai là khó nhất, tức là nếu như một bạn marketing không biết gì về công nghệ cả thì làm sao explain được những cái chức năng về picture, mặc dù nó là chức năng về text chẳng hạn, cho một cái bạn làm business mà thực ra cũng không biết rõ lắm về mặt công nghệ, thì đấy là anh nghĩ là một trong những cái skill sẽ cần phải practice đó. Thì cái thứ ba thì anh nghĩ là nhiều khi cái này cũng rất ít các bạn quan tâm, nhưng anh nghĩ là chắc Excel skill cũng nên có, bởi vì là cuối cùng thì rất nhiều những cái measurement measurement của product thực chất nó là metric cả, nó đều là number hết, và nếu mà không understand cái data của mình cách cụ thể thì không có cách nào để mình improve cả đấy, tức là chức năng của các product để improve, bởi vì thực ra là mình understand dữ liệu, và anh nói vui là Excel thực chất là mình understand cái dữ liệu từ sản phẩm của mình, cũng như là từ cái việc mà feedback của khách hàng ở trên cái sản phẩm đấy, hoặc là từ những cái metric về về growth của marketing chẳng hạn, thì tất cả những cái đấy đều cần phải learn và quen với cái việc là chúng ta phải number crunching một chút đúng không, từ đó thì mới tính toán được làm sao để build product mà nó có cái improve được cái metric đó, thì anh nghĩ là ba cái skill đấy sẽ là những cái skill cần nhất. Thế là khi mà làm một product manager mình trao đổi với các bạn stakeholder khác như engineer, UI, UX rồi là marketing thì một là mình phải lắng nghe để hiểu cái ngôn ngữ, cái mong muốn rồi là những cái cách mà họ làm việc. Sau đó thì mình theo anh nói là phải thuyết phục được các bạn đấy. Và thứ ba là phải thành thạo Excel. Cái này em khá là bất ngờ. Nhưng mà em nghĩ là nó cũng hợp lý vì như anh nói là Anh nói phải vui vì thành số thạo liệu. Excel thôi, thực chất nó là data, nó là data Liên quan số driven thì liệu. chính xác. Ok ạ. Thế thì đấy là đối với các gần như là gọi là peer, tức là ngang hàng với mình về mặt stakeholder. Thế thì khi mà là một product manager mình phát triển một cái sản phẩm hoàn toàn mới như anh, kiểu một thị trường mà gọi là sao chưa có cái sản phẩm đấy, không biết là nó sẽ thành công hay thất bại ấy, thì làm sao anh có thể thuyết phục được high level phía trên để họ support mình về mặt resource nguồn lực, và họ support mình lâu dài để cái sản phẩm này nó có thể ra được một cái gì đấy, xem là nó thành công hay không ấy, thì làm sao để thuyết phục high level phía trên ạ? Thì đấy tức là khi mà manage stakeholder nhá,
thì mình sẽ lưu luôn có manager ở peer đúng không, Vâng. và tức là sẽ có ba cái chiều, đầu các peer, thứ hai là các bạn ở trong team, Vâng. và thứ ba là managing rõ đúng không. Vâng. Thì nếu như vừa nãy anh có chia sẻ về product vision ấy, thực ra managing up ấy, nó hoàn toàn nằm ở chỗ vision. Nếu như một cái vision của product nó giải quyết một cái nỗi đau hay là một cái problem đủ lớn đúng không, và đấy cái khả năng của product nó lại càng có khả năng success. Tức là bản chất là mình sẽ sell một cái vision, và cái sell cái vision đấy là sell gọi là to leader, tức là managing up, sell to những người mà ở trên, và cũng như sell cho cả peer lẫn lẫn các bạn trong team. Thì anh nghĩ là cái skill thực chất là mình sell một cái vision thôi, và để cái vision đấy nó make sense nhé, mà make sense mà mọi người có thể buy in ấy, thì luôn luôn bring nó gọi là một cái hypothesis, thì nó phải bring cái potential profit hoặc potential growth. Thì vision nó sẽ luôn luôn đi kèm với cả strategy, và vision với strategy lúc đấy thì nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ define ra được một cái roadmap về product, và để get được approve ấy, để có được funding hay là resource ấy. Thậm chí là đối với các bạn làm startup ấy, là đi gọi vốn Gọi ở vốn. các VC thì cũng cũng giống như là chúng ta đi sell vision thôi. Đấy, chúng ta sell một cái vision, một cái bài toán đủ lớn và một cái solution để giải quyết một cái addressable market đủ tốt, thì lúc đấy rất nhiều người sẽ invest cho chúng ta. Và thực ra managing up nó cũng chỉ là một cái hình thức để gọi vốn thôi. Nếu mà chúng ta nhìn ra thì cái bản chất nó là một hình thức gọi vốn đúng không, cho mình người hoặc là cho mình tiền, thì đấy là hình thức gọi vốn. Và anh nghĩ rằng là nếu như các bạn PM ấy có một cái entrepreneur mindset, tức là giống như mình start một công ty ấy, thì gọi lên các bạn lên các anh CEO chỉ đơn giản là chúng ta đang đi gọi vốn đúng không, và nếu có được entrepreneur mindset thì đó chính là cái mà các PM cần, đó là chúng ta sell vision, có một strategy để execute và build the team. Thực ra lúc đấy thì sẽ có một cái question mà rất nhiều người sẽ hỏi, thế thì ông build team của ông như thế nào, ông có vision tốt, ông có nguồn lực và tôi cũng sẽ cho ông tiền đấy, nhưng mà cuối cùng ông build team bằng cách nào đó, thì đấy cũng sẽ là những cái question để các bạn PM sẽ về trả lời. Dạ vâng, có vẻ là đến một cái level mà mình có thể sell vision được thì trước hết mình phải có một cái vision một cách rất là rõ ràng, rồi là làm ra cả một strategy để phát triển execute nữa. Xong thì em thấy là đến được level này chắc là cũng sẽ cần một cái độ chín nhất định về mặt kinh nghiệm, rồi là trải nghiệm cuộc sống, rồi là sản phẩm, và có cái góc nhìn đa dạng để nhìn ra những cái sản phẩm có một cái vision nó mới thay vì những cái sản phẩm cũ để có thể sell cái vision đấy. Thì nếu mà cái sản phẩm, cái vision đấy đã có rồi thì mình đâu cần phải sell nữa đâu. Thì cái này em nghĩ là cần một cái độ gọi là trưởng thành, kinh nghiệm nhất định để có được vision để sell vision. Dạ Đấy, ok ạ. đấy là những vô đắc rất là phức tạp, đấy là vô đắc lớn. Nhưng mà nếu một bạn PM mà ở associate hay là junior thì execution trước đúng không? Anh nghĩ là chuyện này chuyện rất bình thường. Chúng ta chỉ có thể grow rồi chúng ta execute, chúng ta quen với những cái process làm cái product trước đã. Lúc đấy chúng ta chưa cần phải, nhưng mà trong lúc đấy chúng ta phải learn những cái kiến thức ở trong different business, different industries, và nó sẽ cùng với cả những cái nó gọi là product management template rồi process này đó, thì nó sẽ dần dần tạo thời quen. Và là nếu chúng ta understand more of business và kể cả tech, thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu tự define được cái new vision, được product mới, tự tìm thấy được new addressable markets. Thì lúc đấy đấy Vâng. có tự nhiên là có rất nhiều bạn startup, và nếu những cái product manager famous nhất trên thế giới đều là những founder cả, Dạ vâng. tức là ví dụ như là iPhone thì rõ ràng ai cũng biết là Steve Jobs chính là product manager của iPhone đúng không, thì mình nhìn thấy ngay, hoặc là Tesla thì Elon Musk nó là bạn ấy là product manager của Tesla, tức là nhìn thấy ngay cái việc là founder hay là các cái CEO cũng hay gắn với việc là làm chủ một cái sản phẩm cụ thể. Dạ vâng, ok ạ. Thế thì trong quá trình phát triển sản phẩm ấy, mình sẽ có những cái OKR, tức là những cái key oriented result nào mà một product manager sẽ phải manage. Và khi mà cái sản phẩm đấy, ví dụ như là launching ra rồi, thì sẽ có những cái KPI, những cái chỉ số nào mà
PM cũng sẽ phải follow để nhìn nhận đánh giá cái sự phát triển của sản phẩm mà anh. Tức là nếu một product bình thường ấy thì mình sẽ chia thành các cái rộng, tức là gọi là các cái thai của các cái PM khác nhau. Chứ cái thai đầu tiên thì là thai giống như là facilitator đúng không? Tức là hoàn toàn là người đứng coordinator và facilitator, tức là coordinate giữa các cái team khác nhau ấy. Thì cái manage chính của các bạn PM đấy, tức là như là một owner của product thì thường là sẽ manage về các cái chỉ số chính của sản phẩm, ví dụ như là về người dùng, về trải nghiệm khách hàng, rồi là các cái user adoption nó là bao nhiêu, tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, rồi là checking cái user behavior ở trên sản phẩm, rồi là cái lượng khách hàng mà từ từ qua cái campaign marketing để biến thành khách hàng của chính mình thật, monthly active user, và họ pay bao nhiêu tiền. Thì đấy là những cái metric dần dần về mặt business. Còn còn tất nhiên là về mặt tech thì cũng có những cái metric khác để đo cái, ví dụ như là các cái từng cái chức năng nó sẽ có cái hấp dẫn như thế nào với cả khách hàng, và đâu là cái feedback và đâu là những cái chức năng mà khách hàng cảm thấy là quan tâm nhất. Đấy là trường hợp của bạn product thuần về tech. Còn nếu như là một owner, một cái founder mà làm product ấy, thì thực ra thì người ta sẽ quan tâm đến tất cả mọi thứ, quan tâm đến việc ví dụ như cost để acquire một cái người dùng nó có được tối ưu hay không, cái growth marketing thì sau bao nhiêu lâu đúng không, nó sẽ đạt đến con số 100.000, 10.000, 100.000 hay 1 triệu user, và lấy đâu ra tiền, ví dụ vậy. Tức là có một chỉ số nữa, đấy là chúng ta sẽ dùng spending bao nhiêu tiền để grow cái product đấy, và đến lúc nào chúng ta phải gọi vốn tiếp, thì đấy là một cái outlook thực sự của một sản phẩm. Và bao giờ thì cái product nó sẽ generate ra được cái gọi là positive profit đó, thì nếu có trường hợp của owner thì người ta sẽ xem cả cái vấn đề liên quan đến tài chính nữa. Và anh nghĩ là nếu như mà chia ra thì chúng ta sẽ có thể chia ra thành các cái chỉ số liên quan đến sale và marketing, đó là một cái cụm chỉ số. Thứ hai là các chỉ số liên quan đến execution và operation, tức là độ hiệu quả của cái hoạt động, và cái chỉ số thứ ba đó là các chỉ số liên quan đến tài chính. Đó, thì anh nghĩ là đều sẽ là những cái chỉ số chính để khi mà chúng ta xây dựng sản phẩm. Dạ vâng, chắc là đây là những cái key index mà mình phải follow, nhưng mà nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái sản phẩm đấy, expectation của mình xem là bao lâu thì nó ra profit, rồi là bao nhiêu user thì mình cảm thấy là nó có thể đem lại điểm hòa vốn hoặc là lãi cho business đó, thì chắc là sẽ phải base theo từng sản phẩm, từng industry khác nhau, đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là các cái product mà càng phức tạp thì cái tính mà nó gắn vào trong từng ngành nghề nó càng cao, tức là từng cái nó càng cao. Và lúc đấy thì PM, thực ra những cái PM xuất sắc dần dần thì anh nghĩ là sẽ phải nắm được cái chuỗi giá trị của một cái industry cụ thể. Tức là nếu ông làm một sản phẩm ở trong health tech hoặc là hay edu tech hay là fintech chẳng hạn, thì dần dần các bạn PM đấy sẽ phải nắm rất là sâu cái chuỗi giá trị, nó gọi là value chain tiếng Anh, value chain của một cái industry, và làm sao để chúng ta có thể đưa ra cái solution để giải quyết một cái bài toán gặp phải ở một cái đoạn ở trong cái chuỗi giá trị đấy. Bình thường là chúng ta không thể xây dựng được một cái sản phẩm từ đầu đến cuối của chuỗi giá trị được, nhưng mà trong một cái đoạn nhỏ giữa chuỗi giá trị đấy thường sẽ gặp vấn đề, và nếu như chúng ta giải quyết tốt nhất cái vấn đề mà nằm ở cái giữa chuỗi giá trị đấy thì thường thường ra đó là những cái product rất là xuất sắc rồi. Dạ vâng, kiểu như là improvement một cái gì đấy, nhưng mà nó sẽ impact rất là lớn đến cả một cái quá trình phát triển hoặc một cái ngành nghề nào đấy, đúng không ạ? Thì lấy ví dụ fintech đi, thực ra là bank với cả ngành tài chính nó tồn tại lâu rồi mà đúng không, tức là cái chuỗi giá trị của ngành tài chính nó tồn tại cực lâu rồi, tức là từ việc là huy động tiền của người dân, sau đấy thì thông qua việc đầu tư đúng không, rồi thông qua việc cho vay thì các cái tổ chức tài chính người ta sinh ra lợi nhuận, thì đấy là cái chuỗi rất là cơ bản. Thế nhưng mà khi mà có công nghệ rồi là digital technology thì lúc đấy các cái value chain của việc mà từ get funding của người dân cho đến việc mà distribute sản phẩm tài chính, understand các cái ví dụ cái coding để understand more customer để biết những khoản vay nó có better and red rate chẳng hạn. Thì nói là rất đơn giản nhưng mà thực chất nó là nếu mà làm một product xuất sắc ở giữa thì anh nghĩ là nó đã có thể là rất là tốt rồi đúng không? Dạ vâng, tại vì ngành quá lớn, khách hàng quá nhiều, nhu cầu quá lớn. Dạ ok ạ, thế thì nếu mà gọi là tóm tắt lại một chút đi ạ, thì một product manager thì thường sẽ gặp khó khăn thử thách gì trong công việc, và đâu là một cái điểm mà anh cảm thấy là
thú vị nhất, hấp dẫn nhất, khiến anh cảm thấy rất là happy khi đi làm và làm với vai trò là một product manager ạ? Anh nghĩ là tức là một cái nghề nó không phải phù, nó phù hợp với tất cả mọi người đúng không? Tức là cái ngành mà ví dụ nghề làm product manager hay là PM ấy, thì anh nghĩ là thường là ai mà muốn muốn giải quyết một bài toán nào đấy, tức là đại hát build một cái product thì chất là một cái giải quyết một cái bài toán đấy ở trong cuộc sống đúng không, cho mọi người hoặc là cho business, thì cái người nào mà muốn có một cái ý thích là đưa ra những cái solution cho một cái vấn đề cụ thể, tức là còn đại loại có thể giải toán nhưng mà là giải quyết một bài toán cụ thể cho cuộc sống đó đó, và lúc đấy thì người ta sẽ cảm thấy happy với việc là ok mình tìm được một solution và quyết cái new impact cho society, thì lúc đấy là người ta sẽ tự có cái passion và follow cái vision đấy rất là lâu đó. Thì anh nghĩ là cuối cùng thì cô là cái thay người mà thực sự thích giải quyết một cái cụ thể có cái positive impact cho rất nhiều người đó, thì đấy sẽ là những người mà rất là phù hợp với là PM. Nghe thì có vẻ là ai cũng có thể phù hợp được, nhưng mà để mà thực sự là dành tâm huyết ra và có một niềm đam mê với việc giống như là các bạn IT hay nói đó là giúp cho thế giới vận hành một cách tốt đẹp hơn ấy thì khá là khó. Thực sự là nghe thì có vẻ là dễ nhưng mà chắc là khó lắm đấy ạ. Thực ra là do cái mình không nhìn, anh nghĩ là như này, tức là có rất nhiều những cái problem nhỏ xảy ra trong cuộc sống hoàn toàn có thể dùng, có thể chưa cần công nghệ nhá, dùng rất nhiều cách để giải quyết, nhưng mà nếu mà tinh ý một chút ấy, thì mình sẽ nhận ra đấy là những cái bên tờ là cái pain point và hoàn toàn là có thể biến thành business rồi là biến thành các cái product được. Thế nên là nó không không dành cho tất cả mọi người, thế nên mình cũng anh cũng nghĩ là cũng 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 nên tôn trọng tất cả cái nghề nghiệp, các nghề nghiệp khác nhau, còn cụ thể từng nghề anh nghĩ là nó đều có một cái giá trị nhất định, Đúng rồi. đều có thể tạo ra cái giá trị khác nhau đó. Dạ vâng. Thế thì hai sản phẩm mà anh nhắc đến thì một cái thì khá thành công trên thị trường rồi, một cái thì đang cũng đang phát triển khá là lớn. Em có xem qua TCE 360 thì thấy là có cung cấp rất là nhiều service, rất là nhiều gói bảo hiểm ở trên đó, và việc thanh toán rồi là claim bảo hiểm tất cả mọi thứ đều online, rất là thuận tiện với những cái chi phí vẫn có, em nghĩ là có thể tiếp cận đối với tất cả các cái đối tượng khách hàng luôn đấy. Khá là đa dạng. Thì đấy là hai sản phẩm mà mình đã đưa ra thị trường và có thể coi là thành công rồi. Thì anh có câu chuyện nào về một sản phẩm mà chưa thành công lắm hoặc chính xác là hơi thất bại, anh có thể chia sẻ với mọi Không, người không ạ? anh nghĩ là TC Invest là một cái điển hình là sản phẩm fail nhiều hơn là thành công, bởi vì người ta hay nhìn thấy những sản phẩm lo là rồi, chứ chứ rất nhiều những sản phẩm là ngày xưa đã build rất sớm nhưng thực ra không có khách hàng, thì cái này cũng có chuyện rất là bình thường. Thì anh nghĩ là bây giờ anh sẽ kể một số các câu chuyện mà khi mà ở giai đoạn testing nhé, thì chúng ta có một cái xu hướng rất là hay đấy là gì, tức là nhìn ra những cái thị trường khác đúng không, nhìn thấy những super app, anh cứ thấy là super app về đầu tư thì nó nhiều lắm đúng không, thì các ông làm Robinhood hay là Charles Schwab với nhiều các cái loại hình đầu tư mà có thể mình cũng học tập được được đúng không, nhưng mà cái lúc đấy là mình làm product nó hơi bị theo hướng là thấy một cái hay là chúng ta có thể thử cái concept đấy đã đúng không, và test ở trong market. Thực ra là có những cái product mà lúc mình đưa ra là thấy có vẻ rất là được ấy, nhưng mà nó không không có khách hàng quan tâm, bởi vì hồi đấy bọn anh có thử rất là nhiều nhá, có ví dụ như là cái ID hiện nay đã thực hiện, ví dụ như là nó gọi là social investing, giống như là em đi trên Facebook em follow một người khác đúng không, đầu tư em thấy người ta có thể chia sẻ cái nó gọi là cái profit, không không chia sẻ chi tiết nhưng mà có thể chia sẻ profit, và nếu em mà nhà đầu tư thấy, ví dụ anh thấy em đầu tư giỏi anh có thể cứ follow em và em check cái gì anh cũng sẽ được copy cái check đấy. Đấy Em đấy biết rồi. nôm na là nó giống như là Facebook ấy đó, và nó có hiệu ứng network rất là hay, là ok nếu thế thì cứ những ai mà đầu tư tốt là dần dần nó sẽ có một cái giống như kiểu KOL bây giờ đấy, nó sẽ có rất nhiều người follow và người ta cũng được commission từ việc đấy. Idea thì rất là hay nhưng mà có những thời điểm ấy, thì lúc làm ra thì mình cũng chưa có một cái growth strategy cho nó cụ thể, nên mọi người cũng cũng chưa quen với việc tại sao lại copy đúng không, và cái việc là có tin tưởng được không, với hay là đấy là một cái người nào đấy của công ty chứng khoán họ tạo ra
có rất nhiều những cái tactic mà lúc đấy làm nó tinh ăn tech thì ok, nhưng mà để execute thì anh nghĩ là chưa tới. Và có rất nhiều những cái chức năng, những sản phẩm khác là đều đều làm chưa tới ở một thời điểm, nhưng sau đấy vài một vài năm có những người mới, người ta lại nghĩ lại một cái concept cũng tương tự nhưng người ta lại làm tốt hơn. Tức là khả năng execute nó cũng tốt, như là tức là cũng cần thiết như là idea, bởi vì idea trong những tham minh khác nhau thì chưa chắc nó đã thành công. Thì anh nghĩ là rất nhiều fail có nha, rồi đấy vẫn có rồi, nhưng mà con robot đầu tạo không biết là vừa rồi có mọi người nghe được không, tức là có một cái giấc mơ, tức là giấc mơ là làm giàu, ai ai nói là nguyên mẫu cũng khó, làm ra một con robot đúng không, sẽ learn những cái người tốt nhất ở trên market, sau đấy là tự động đầu tư. Thì nếu mà làm được như thế thì chúng ta cứ bỏ tiền cho nó và chúng ta thôi đi chơi, thế là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ là làm giàu không khó. Thì đấy đúng là một giấc mơ, và giấc mơ đấy là cũng có nhiều các cái quỹ và là các cái công ty làm việc quan thế giới làm thật. Thì mình cũng thử, tức là team anh hồi đấy cũng có một số bạn rất là giỏi về thuật toán là cũng thử, các bạn thử rất là hay, và nếu mà test là trên một quy mô cụ thể là cũng thành công lắm. Tức là thấy tự, tức là lúc đấy là tự bỏ tiền và là thôi là đi đi chơi thật rồi đấy, nhưng mà cuối cùng cũng không thể scale. Và tất nhiên là ở một cái test ở một cái khoảng thời gian nó không phải là dài đúng không, và với điều kiện market có thể market đang tốt đó, thì nó vẫn tốt. Thế nên là cái sản phẩm đấy thì hiện về sau thì nó vẫn được tồn tại, nhưng mà nó để theo cái một cái hướng khác. Thì cái này nó cũng là một cái điểm hay, tức là một sản phẩm không được thành công một theo một hướng nhưng hoàn toàn có thể được sử dụng trong một cái goal khác. Thì cái này famous nhất đấy là một sản phẩm mà anh nghĩ là nếu trên thế giới ấy, là cái Google Glass, mọi người biết cái Google Glass đúng không? Trước đây Google cách đây 10 năm có một cái kính mà để nhìn thực tế ảo, mà cái kính mà Google Glass mà đeo mà nhìn thấy cái màn hình ở trước. Thì sản phẩm đấy lúc bán ra thị trường những 3-4 nghìn đô không ai mua rồi, và không bán được, là thành một sản phẩm thất bại. Nhưng mà Google về sau biến sản phẩm đấy thành một cái chức năng khác, và nghĩa là rất hợp lý, tức là biến dành cho cái việc là training và đào tạo trong cái ngành công nghiệp đấy, cho những ngành công nghiệp ô tô hay là những cái ngành công nghiệp nặng mà để làm cái việc là sửa chữa máy bay ấy. Thì những cái ngành đấy thì việc sử dụng cái đấy nó rất là hiệu quả, và lúc đấy chi phí nó lại hợp lý đó. Thì đấy lấy một số ví dụ, tức là rất nhiều product là thất bại theo một nghĩa nhưng mà được dùng theo một cái cách khác, thành công theo một cái hướng khác. Dạ, thế thì nếu mà nói tóm lại thì đâu là bí quyết để xây được một cái sản phẩm triệu người dùng, tức là lớn lớn như như anh đã trải nghiệm hoặc anh có chia sẻ vừa qua ạ? Anh nghĩ bí quyết chính là làm sai nhiều xong rồi vẫn tiếp tục làm. Anh nghĩ đấy là bí quyết chính đấy, tức là mình chấp nhận bền bỉ và làm sai nhiều, và mình vẫn tiếp tục cải tiến và vẫn tiếp tục làm nếu như thực sự là mình nhìn thấy cái problem đấy là đúng cái bài toán mà khách hàng đã phải. Bởi vì nếu như mà cái problem đấy vẫn đủ lớn và nó đúng là cái pain point của customer hoặc là của user ấy, thì chắc chắn là sẽ có những cái product hay là solution nó phù hợp. Đó, Nói thì chung anh nghĩ là là làm sai cái nhiều. đúng, và tất nhiên là sai nhiều nhưng mà sai ở mức chấp nhận được, bởi vì là có những cái sai nó sẽ damage và không không thể recover lại được, recover lại được. À, dạ vâng. Thế thì Alo. à, xin phép mọi người một chút. Thế thì theo anh ấy thì qua phần trao đổi của anh cũng đã giúp mọi người overview về những cái bước để phát triển sản phẩm, bốn bước quan trọng mà anh nói. Sau đó thì những khó khăn thử thách trong công việc và cách mình khắc phục như anh chia sẻ bí quyết rồi. Thứ ba là cái sự bền bỉ hoặc là liên quan đến entrepreneur mindset, tức là tư duy của một người làm chủ ấy, thì anh cũng có chia sẻ để mọi người hình dung về mặt công việc với cả vai trò của một người làm product manager rồi. Thì
Mình cũng đã giải quyết được khá cái phần liên quan đến vai trò công việc rồi, thì chắc là mình sẽ bước đến một phần mà chắc chắn là rất là nhiều bạn quan tâm. 56% các bạn ở đây là không chưa có đang chưa có được làm product manager, thì các bạn chắc chắn là cũng kỳ vọng qua buổi này thì có thể nhờ anh chia sẻ cái career path, tức là cái con đường định hướng làm sao để trong tương lai các bạn ấy có thể trở thành một product manager thành công. Thì không biết là anh có thể chia sẻ giúp em liên quan đến việc là quá trình anh phát triển trở thành một product manager, rồi là những cái kỹ năng mà quan trọng để mình có thể build để trở thành một product manager trong tương lai không ạ? Ok. Và trước khi anh nói đến kỹ năng mà mục tiêu là cái mát thì anh có gợi ý mọi người là anh có review cái một cái quyển về gọi là product management, question product management interview nhá, ở trên LinkedIn, và nó nốt lại những cái skill cần thiết khi mà một cái bạn PM khi đi interview cho một cái job mới. Thì tại sao anh nói vui thế, là bởi vì là ok, là cho mọi người biết là ok potential là thường hỏi cái gì đấy, thế nhưng mà chưa chắc đã pass được qua cái interview đấy, bởi vì là thường là câu hỏi thì nó sẽ liên quan đến các ngữ cảnh, gọi là use case và test cái problem solving skill. Nhưng mà chắc chắn là anh có một cái review cả một cuốn sách, chỉ có một interview question cho PM thôi. Thì quay trở lại nhá, cái career map ấy, thì anh nghĩ là như này, tức là dù background chúng ta làm business, marketing, sale hay là technical hay là công nghệ đi, thì đều có thể làm PM được nếu như chúng ta thực sự là quan tâm đến việc làm sản phẩm. Nó chỉ đơn giản thế thôi, tức là khi đấy thì ở trong những năm đầu tiên ấy, là cái cơ hội được làm ở trong những cái product company thì anh nghĩ là cần nhất, đúng không? Tức là mình được start với những cái product đơn giản và không phức tạp quá ở cái scale nhỏ, để chúng ta learn được cái process, learn được cái cách làm, đúng không? Và sau đấy thì chúng ta có thể là learn dần những cái industry, nếu lúc đó chúng ta có cơ hội để làm những cái gọi là associate hoặc là junior PM, take một cái feature cụ thể thôi, không phải là một cái block lớn. Thế nhưng mà một số các cái feature, những cái add-on chẳng hạn, lúc đấy chúng ta nên take, và cái việc mà learn thông qua công việc, kể cả ngành tech cũng có product và ngành data cũng có product. Data product cũng là một loại sản phẩm, rồi là các cái ngành khác liên quan đến đến marketing hay là sale cũng có những cái product tương tự. Thì anh nghĩ là trọng nhất là vẫn là cái cơ hội được làm, và thứ hai là mình learn thông qua cái công việc. Thì có một cái suggestion nhỏ nhỏ là nếu chúng ta muốn learn qua công việc thì làm thế nào, thì chúng ta phải viết lại. Thì cái này thì anh rất hỏi rất nhiều người là có ai đi làm viết lại một cái gần như là kiểu quyển sổ ấy, playbook ấy, trong cái công việc, để chúng ta làm sao improve được nó trong, ví dụ như là hàng ngày hoặc là hàng tuần. Thì cái này là một trong những thói quen để có thể learn và improve rất là tốt, tức là tạo ra một cái playbook của chính mình. Thực ra như anh học playbook cho từng cái công việc của anh đã từng làm ấy, thì anh nghĩ là cái đấy sẽ là cái cần. Bởi vì trong khi mà chúng ta viết ra được cái playbook đấy, chúng ta sẽ cái ghép giả sử ngày xưa chúng ta muốn làm PM, đúng không, thì sẽ có list một toàn những skill. Lúc đấy tự nhiên nhìn vào playbook thì mình mới nhìn thấy được là ok, mình đang thiếu skill về presentation, public speaking, vân vân. Thì lúc đó chúng ta sẽ cần cải thiện. Nếu như ở giai đoạn tiếp theo chúng ta được được cơ hội, ở đây có một số bạn hỏi về cognitive bias thì tí anh sẽ trả lời, tức là được được cơ hội để làm những cái product phức tạp hơn ấy, thì lúc này anh nghĩ là bắt đầu sẽ phải learn về product management một cách gọi là một cách chuyên nghiệp hơn. Thì ngày trước anh cũng cũng đi học thôi, chả có gì để che giấu cả, tức là lúc này thì mình bắt đầu sẽ bỏ nhiều thời gian hơn để phân tích kỹ. Có thể là một trong hai vấn đề nhé. Vấn đề đầu tiên đấy là nếu như product của mình rất là cần deep tech thì sẽ spend more time để understanding những cái technology cụ thể, ví dụ như là sản phẩm của mình, ví dụ là AI vậy, thì rõ ràng là sẽ spend more time để bắt đầu understand cái cách làm, ví dụ ML, rồi là các cái machine learning, bắt đầu làm sao để có thể build ở cái large scale. Thì lúc đấy là một trong những cái option. Hoặc là nếu làm sâu về industry thì lúc đấy, ví dụ như fintech thì chúng ta sẽ hiểu value chain của ngành. Thì lúc đấy là các bạn PM lúc nó sẽ phải đối mặt với việc là sẽ nâng một cái level mới lên. Đó, thì lúc đấy là gần như là chúng ta sẽ bắt đầu phải đầu tư nhiều hơn vào những cái skill về cả business và tech.
Và tất nhiên là những cái skill khác anh nghĩ là đều sẽ phải learn ở trong cái quá trình phát triển, đấy là soft skill đúng không? Từ presentation rồi từ cái khả năng analyze một cái vấn đề. Và cái skill số 1 của tất cả trong tất cả các cái sản phẩm thì anh vẫn đánh giá quan trọng nhất và luôn luôn hỏi, đấy là problem solving skill. Tức là sẽ đưa ra một số các cái case study, một cái product cụ thể và làm sao để đưa ra một cái solution để giải quyết một vấn đề và làm sao grow nó ở một cái scale nhất định. Rồi. Có bạn hỏi rất hay về collective buy-up. Anh nghĩ là cái này là một trong những cái vấn đề lớn nhất khi mà làm về discovery của tức là understanding một cái vấn đề của khách hàng, thì có rất nhiều và kể cả những expert ấy, nó luôn luôn bị một cái vấn đề, đấy là cái này thì anh có rất nhiều, và chính anh cũng đã bị mắc, tức là do mình là người được định vị là experience và là expert ở một lĩnh vực đúng không, nên là khi mình nghe đến một cái vấn đề là default nhé, default trong tư duy của mình là luôn luôn là bias, là mình luôn luôn là có solution trước. Cái này là một trong những vấn đề anh nghĩ là xảy ra thường xuyên, và thậm chí là chính anh cũng cũng bị bias bởi cái nó gọi là cái tiềm thức của mình đúng không. Rồi thì một cái tactic rất là hay đấy là nếu như mà để tránh cái bias thì anh nghĩ là như này, ngược lại của bias ấy, thì làm sao mình luyện được một cái tư duy, một cái này cũng đơn giản thôi, nếu như một cái vấn đề phức tạp, cái này một cái technique mà anh cũng không phải của anh nhé, cái này là một cái technique mà của bạn, một cái thần tượng của anh lúc mà một cái giáo sư vật lý được giải Nobel là Richard Feynman, thì ông ấy có một số những cái tactic để understand, và một trong tactic đấy nó gọi là first principle thinking. Thì nếu như chúng ta rèn luyện cái first principle thinking đấy thường xuyên, thì nôm na như này, tức là nôm na là trong tất cả những cái vấn đề phức tạp ấy, thì cái nguyên tắc đầu tiên là những nguyên tắc cơ bản, tức là những cái mental model cơ bản nhất. Cái này thì không biết là tiếng Việt nó gọi là gì, nhưng mà tức là những cái mental model, tức là những cái mô hình, những cái hình mẫu cơ bản nhất ấy, thì của anh hay gọi là hình mẫu cơ bản nhất của tự nhiên là không thay đổi nha. Ví dụ như quy luật của economics nó là cung cầu demand supply nhé, nó là không thay đổi, đó là những cái nguyên tắc mà bất biến của tự nhiên. Thì để tránh cái bias ấy, thì mình luôn luôn đặt một cái bài toán ở cái việc là ok, là giống như một đứa trẻ khi mà nghe về một vấn đề và cố gắng mình understand cái vấn đề đấy giống như là một đứa trẻ, và chỉ focus vào vấn đề thôi chứ không cần focus vào solution. Đó, thì cái này nó sẽ là một cái package, và thực ra là rất nhiều người mới bị, và càng giỏi là càng bị là cognitive bias. Đấy là default mình có solution rồi mà. Thì anh nghĩ là và thường là chúng ta sẽ phải test vấn đề chứ không phải test solution nhé. Và lúc chúng ta sẽ test thử các cái vấn đề theo nhiều cách khác nhau. Thì có một cái trong những cái skill mà anh nghĩ là khó nhất của các PM đấy là làm sao để define được right problem. Thì đây là một topic cũng lớn luôn, tức là understand một cái problem của một user hay là một customer nó thực sự là quan trọng hơn là phần solution. Tại vì sao? Tức là lúc đấy thì rất nhiều technique sẽ được dùng, giống như trường hợp bạn Vinh hỏi ở đây, nghĩa là rất là quan trọng, tức là bias nó chỉ là một phần thôi. Define problem nó còn có việc là chúng ta lại segment cái, nó chia nhỏ, nôm na là một cách đơn giản là chia nhỏ những cái vấn đề thành những cái vấn đề nó đủ, tức là ở quy mô vừa đủ để chúng ta có thể giải quyết được nó. Đó, thì anh nghĩ là có rất nhiều những cách để chúng ta có thể tránh cái bias thông qua việc tự tạo cho mình những cái view từ những cái đối tượng khác nhau, và dùng cái first principle thinking để nghĩ về một vấn đề. Và thứ hai là có thể là thử nghe những cái view của những người khác, đúng không? Thì có rất nhiều cách để chúng ta có thể overcome cái đấy. Dạ vâng, ok ạ. Cảm ơn bạn Vinh đã đặt câu hỏi và cũng cảm ơn anh Frank đã chia sẻ bí kíp của mình. Thế thì như anh có chia sẻ là đầu tiên thì mình tìm muốn làm product manager mình phải tìm cơ hội ở các công ty product, trải nghiệm với việc phát triển sản phẩm từ những tính năng đơn giản. Xong sau đó thì mình cố gắng tìm cơ hội phát triển với những sản phẩm phức tạp hơn. Và khi mà đến một cái sản phẩm thực sự lớn thì mình sẽ cần phải học thêm về technical, về business và về industry của ngành đó. Thế thì vị trí nào là vị trí thích hợp nhất để bắt đầu ạ anh?
Anh nghĩ là bây giờ các công ty công nghệ và kể cả các công ty business ấy, thì có rất nhiều vị trí là đều có thể start và grow 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 thành PM, tức là vị trí gần nhất anh nghĩ là các vị trí liên quan đến business analyst Yeah. ở trong các công ty công nghệ, rồi đấy là vị trí thiên về mặt business nhiều hơn nhé. Yeah. Cũng có những bạn là grow từ UX chẳng hạn, Yeah. UX designer cũng có thể trở thành product, hoặc là các Yeah. bạn là PM, ví dụ project manager của các dự án IT này, rồi là các bạn làm business cũng là product được. Tại vì sao? Bởi vì là người ta hiểu business thì người ta vẫn làm product được. Đó. Yeah. Thì có thiếu về technical skill, tech thì thực ra là vẫn có thể sử dụng các cái partner về mặt tech ở trong công ty hoặc là ở trong team của mình thì vẫn ok. Đó. Nhưng cái việc anh nghĩ là cái mindset của việc build product nó quan trọng. Đấy. Tức là mindset của mình là build product để giải quyết một cái bài toán cụ thể. Dạ vâng, thế thì từ các cái vị trí mà anh liệt kê ra thì thật ra thấy là cánh cửa rất là rộng mở đối với các bạn mà mong muốn phát triển mình đến vị trí product manager. Thì em thấy là vị trí này cũng một vài năm gần đây ấy, mình mới có một cái tên là product owner một hoặc là product manager, và trên thị trường có nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn. Thì không biết là anh nhìn trong tương lai khoảng 5 đến 10 năm nữa đi, thì xu hướng của vị trí này cái hướng phát triển sẽ như nào ạ? Tức là khi mà các cái doanh nghiệp bây giờ bắt đầu thực hiện các cái dự án chuyển đổi số, đặc biệt là các cái dự án mà anh nghĩ là bắt đầu xây dựng những cái sản phẩm số rất là nhiều, sản phẩm rất nhiều, bây giờ ngay cả những cái công ty lớn cũng bắt đầu có những dự án chuyển đổi số lớn, thì trước đây không có, bởi vì thực ra là các dự án số hóa nó đơn giản, nó chưa chưa thực sự là làm những dự án chuyển đổi số lớn. Thì hiện nay thì anh nghĩ là sau khi các dự án chuyển đổi số lớn đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam đang rất là trở nên phổ biến rồi, thì dần dần là các vị trí mà chúng ta nghe thấy như product manager hay product owner nó sẽ trở nên phổ biến hơn hẳn. Đi kèm với đó là các cái quy trình về Agile mọi người đều sẽ nghe thấy rất là thường xuyên. Đó. Thì cơ hội nghề nghiệp thì anh nghĩ là đây là một trong những cái most, tức là most wanted về job ở trong tương lai, với cả những cái job mà liên quan đến nó sẽ rất là hot. Thì tuy nhiên thì hiện nay là cái skill mà có cả tech và business thì anh nghĩ là cũng không có nhiều, và đây là chính là một cái cơ hội. Và nếu mà khả năng không có nhiều thì rõ ràng là nếu mà mình mà có thể learn được thì rõ ràng là mình sẽ có một cái competitive advantage rất là rõ. Đó, thì anh hy vọng rằng mọi người sẽ dần dần nhìn thấy đây là một trong những cái công việc rất là hấp dẫn, bởi vì mình sẽ giải quyết những bài toán có cả công nghệ lẫn lẫn business. Dạ vâng, ban nãy anh có chia sẻ là anh có review hơn một quyển về interview với vị trí product manager luôn. Thế thì trong trải nghiệm của anh là một hiring manager các bạn product trong team anh, thì anh thấy đâu là ba core skill set quan trọng nhất, skill nhá, không phải là knowledge mà là skill set quan trọng nhất đối với một bạn PM mà khi mà anh tìm, anh tuyển dụng thì chắc chắn là anh sẽ cần ạ. Ok, thì thường là các bạn PM khi join team, tức là có rất nhiều những cái vị trí PM khác nhau. Nào. Team hiện tại và team trước đây của anh cũng khác, thì hiện nay ấy, thì anh do cái nature của product, tức là nature của product của team, ví dụ như làm về Insurtech chẳng hạn, thì lúc đấy cần một chút các bạn có cái skill. Anh nghĩ là đây là một trong những skill cần, tức là do ngành insurance nó đã là một ngành nó tồn tại khá là lâu rồi, nhưng Insurtech thì nó lại mới, đúng không? Nó lại Insurtech thì nó lại mới, nên lúc này cái skill mà các bạn PM tham gia dự án như vậy thì lúc đấy lại challenge một cái ngược lại, là nếu như thế thì anh nghĩ cái skill nó cũng khó, tất là khó mô tả, nhưng mà đâu đấy là một cái skill để có thể nó gọi là product discovery, tức là một khả năng discovery ra một cái area mới ở một cái thị trường. Nghe thì có vẻ như là nó đã tồn tại khá là lâu rồi, đúng không? Đúng không? Dạ vâng, tức là ngoài product Đấy, discovery thì ra thì đấy. còn skill nào khác ạ? Tất nhiên là những cái skill vừa nãy anh chia sẻ liên quan đến khả năng về communication, đúng không? Khả năng về manage cái stakeholder, thì đấy là những cái skill mà tất cả các bạn PM đều sẽ cần rồi.
Thế nhưng mà Và tùy vào nature của product thì trong trường hợp của ví dụ dự án Insurtech thì đó là một skill anh đánh giá cao hơn ở chỗ là ok là trên cái customer journey, ví dụ như là từ các cái e-commerce đi đúng không, hoặc là từ các công ty làm e-wallet đi, thì làm sao để có thể tạo ra được một cái journey mà nó có thể là ví dụ selling insurance hoặc là tạo ra những khoản vay đó, tức là nó more ở về phía các cái skill understand cái customer problem hiện nay ở các cái journey ở trên digital, và cái cách để tạo ra được các cái hypothesis để test xem là cái solution nào nó sẽ là solution hợp lý đó. Thì đấy là những cái skill mà thực ra nó nôm na nó là một cái skill tổng hợp làm sao để tạo ra được một cái idea hay hypothesis để giải quyết một bài toán đó. Chứ nó chứ không hoàn toàn là một skill cụ thể giống như là presentation hay là communication. Tất nhiên là những skill đấy luôn luôn hỏi rồi. Vâng. Ừ, dạ vâng. Thế thì em thấy có một câu hỏi rất là hay của bạn Khánh Đoàn, đó là lúc vô của mình ấy thì mình đa phần các bạn chọn là khoảng 3 đến 5 năm hoặc thậm chí là cả đến 10 năm mới trở thành một product manager, thì theo anh có một con đường nào gọi là có thể rút ngắn lại quá trình đấy để các bạn đấy có thể vừa đến vị trí này nhanh hơn không ạ? Con đường ngắn nhất là con đường đi làm startup này, tức là con đường mà nếu chúng ta đi một cái product là một công ty startup thì chắc chắn đấy là con đường nhanh nhất, là thậm chí là nếu chúng ta mà có cái tâm thì đúng là ngày mai có thể làm được ngay. Thì anh chỉ nói vui với tôi, tức là thực ra không có một con đường cụ thể cho một ai cả đúng không, và chính xác ra là con đường là do mình, và nếu như chúng ta somehow nhé, tự nhiên nhìn thấy một cái vấn đề ở market rồi là ở customer, ở user hay là ở một cái lĩnh vực nào đấy nó rất là lớn và mình sống chết, mình passion, mình muốn giải quyết nó đó. Thì mình đã thành product manager rồi, và anh không nghĩ là tên của product manager nó quan trọng. Em có thể làm CEO, em có thể làm founder, em làm bất cứ một cái vị trí nào, nhưng cái vấn đề đấy thực sự là làm cho em không thể ngủ được, và em luôn luôn spend time để giải quyết nó. Thì lúc đấy mình có thể start vị trí PM ở bất kỳ lúc nào đúng không, và lúc đấy thì mình sẽ tìm ra được một cái solution để giải quyết cái bài toán đấy. Thì anh nghĩ là cái quan trọng nó không phải là bao nhiêu năm, bởi vì là 10 năm kinh nghiệm cũng chưa chắc gì bằng người có 2 3 năm kinh nghiệm, và thực ra là người ta rất là passion, người ta rất là focus vào một cái công việc cụ thể. Dạ vâng, ok em hiểu rồi. Thế thì mình cũng đi qua ba phần liên quan đến vai trò công việc và cái hướng phát triển nghề nghiệp cũng như là những skill chính mà anh Frank có chia sẻ rồi. Thì anh có một điểm nào đặc biệt nữa mà anh cực kỳ muốn share cho các bạn tham gia buổi TechTrack ngày hôm nay về con đường để trở thành product manager không ạ? Nếu như mà được khuyên các bạn, thực ra anh có một cái câu anh hay khuyên chính mình 20 năm trước, tức là luôn luôn đặt một câu hỏi là nếu được đưa vai cho bản thân mình nếu mà từ 10 15 trước hay là 20 năm trước ấy, thì mình sẽ vai cho cái người trẻ đấy của mình ấy. Thực ra lúc đấy là lúc mà anh trẻ thì anh chẳng có cơ hội làm sản phẩm đúng không, nếu một cách công bằng là như vậy, tại vì tất nhiên là market thôi, lúc đấy mình không có một sản phẩm số nào ở thị trường, và những cái sản phẩm số thì nó cũng ít lắm, thì lúc đấy thì đa số nó đều từ Google hay là những cái công ty big tech cả đó, và ngoài ra thì có mạng xã hội nữa là Facebook. Thì thực ra thì anh nghĩ là bây giờ thì cơ hội nó đã mở rộng hơn, thế nên là nếu có một lời khuyên ấy, thì anh nghĩ là cái khả năng mà tích lũy cái knowledge ấy là mình cần phải làm đều đặn và làm càng sớm càng tốt. Thì có rất nhiều cách để tích lũy. Ngày xưa là mình không tích lũy một cách có ý thức, tức là giống như là mình đi học ấy, thì mình không tích lũy một cái ý thức có ý thức, tức là như nào, tức là mình luôn luôn viết lại cái vừa nãy anh còn nói cái playbook của mình ở trong công việc đúng không? Thì đấy là một trong những cái tactic. Cái thứ hai là những cái mà mình learn được hàng ngày và theo tuần một cách có một cấu trúc ấy, nó viết thành giống như là viết một cái journal hoặc là nốt ấy, và làm sao để những kiến thức cũ của mình được link vào những kiến thức mới, và đây là một trong những skill anh nghĩ là cực kỳ quan trọng, bởi vì là cuối cùng thì chúng ta cái gọi là não bộ nó khả năng nó có hạn thôi, và những cái bài toán lớn ấy thường thì nó đều được liên quan đến những cái, nó được connect lại những cái
những cái vấn đề cũ, chứ nó không bao giờ là bài toán mới hoàn toàn. Total là new thì anh không tin. À, thế nên là hầu như nó đều được connect lại những kiến thức cũ và là những cái vấn đề mình đã có thể từng giải quyết, nhưng hầu như mọi người sẽ có xu hướng là quên mất đó. Thì nếu như mà các bạn làm về product thì hiểu hầu như là những cái khả năng connect the dots là cái quan trọng. Và thực ra đây là một trong những cái câu nói rất là famous của Steve Jobs thôi, đúng không? Đó là bản chất nó là connect lại những cái dots cũ. Và iPhone nó cũng không phải là smartphone đầu tiên, nếu chính xác ra không phải smartphone đầu tiên, nhưng thực chất là cái nó giải quyết những cái connect lại những cái vấn đề cũ và giải quyết nó tốt hơn hẳn những cái khác, thì nó đã là một trong những sản phẩm xuất sắc rồi đó. Thì anh nghĩ là cái nói nôm na thì nó sẽ là một chủ đề rất là dài, nhưng mà nó có một số các phương pháp làm sao để chúng ta tạo những thói quen, để tạo ra một cái know-how của bản thân, rồi cái đấy nó được improve theo thời gian. Và nếu như chúng ta được làm trong một cái industry thì làm sao để understand cái industry đấy một cách cụ thể đó. Thì anh nói nôm na như vậy, và thực ra nó chỉ là thói quen thôi, nó không hề phức tạp, nó chỉ là thói quen. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái competitive advantage rất là rõ đó. Dạ vâng, ok, em cảm ơn anh đã bonus thêm một điểm rất là hay. Thì hôm nay mình cũng đã cover được ba cái câu hỏi khá là quan trọng mà mình đã đặt ra, gọi là bài toán ba câu hỏi gợi mở trong 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 sự kiện Tech Chat này, về vai trò công việc cũng như là hướng phát triển để trở thành một product manager. Thì qua chia sẻ của anh Frank thì em đang thấy chắc là có ba từ khóa quan trọng nhất mà em thấy anh nhắc đi nhắc lại. Thứ nhất là liên quan đến internal, nói chung là mindset làm chủ, entrepreneurship này. Thứ hai là playbook, ghi lại journey, quá trình phát triển của mình để có thể học hỏi liên tục, tạo thành thói quen để phát triển sau này. Và ba là như anh nói là có một cái điểm rất hay, đó là vị trí product manager này sẽ là một cái most wanted job trên thị trường, có rất là nhiều cơ hội cho các bạn phát triển, và thậm chí các bạn có thể trở thành CEO tương lai của một công ty, tự startup riêng sản phẩm của mình. Thì đấy là cái gọi là gì, taking note của em, và em cảm thấy là rất là hay nhiều chia sẻ của anh Frank. Thì mình cũng đã kết thúc buổi hôm nay rồi. Em rất là cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ cho mọi người, và cảm ơn các bạn đã tham gia với Tech Chat 5 của Navigot Search. Hy vọng là sẽ có cơ hội gặp lại anh Frank trong các sự kiện tiếp theo của Navigot ạ. Em cảm ơn Rồi, anh rất là cảm ơn nhiều. em, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ vâng, cảm ơn mọi người ạ. Bye bye mọi người ạ. Thank you mọi người nha. Bye bye. Bye 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 anh ạ. bye. Bye bye nha.